Kính chào khán giả và các bạn đang theo dõi kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho ekip của chúng tôi. Và sau đây là những thông tin cực nóng về cầu thủ Quang Hải đang thi đấu tại Pau FC Pháp. Sau tất cả, huấn luyện viên Didier Tolo nói lời thật lòng về Quang Hải sau 4 trận tại Ligue 1. Tiền vệ Quang Hải đều được ra sân và chơi rất nỗ lực nhưng chưa thể mang lại dấu ấn riêng về chuyên môn. Huấn luyện viên Didier Tolo của Pau FC đã tăng cường tập luyện cho Quang Hải và các đồng đội nhằm cải thiện được màn trình diễn kém cỏi của họ tại Ligue 1. Vòng 4 Ligue 1 trên sân nhà, Quang Hải và đồng đội Pau FC tiếp đội khách Sâu Chát, một đối thủ được coi là vừa tầm. Quang Hải không có mặt ở đội hình xuất phát ở trận đấu này. Trong trận đấu với Sâu Chát, huấn luyện viên Didier Tolo đã thay đổi một vài vị trí trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, Quang Hải không còn giữ được vị trí chính thức, người chiếm vị trí này là Ceci Almeida. Pau FC vẫn chưa có được một lần hưởng niềm vui chiến thắng tại Ligue 1 ở mùa giải 2022-2023. Trải qua 4 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Didier Tolo mới giành được vỏn vẹn 2 điểm, rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 18. Cuộc đua chủ hạng đã sớm đến với Pau FC, mặc dù mùa bóng mới chỉ bắt đầu. Điều đó cho thấy Pau FC không có nhiều điểm bùng nổ. Huấn luyện viên Didier Tolo không thể hài lòng với phong độ và bản lĩnh của các cầu thủ Pau FC. Để khắc phục điều này, ông đã có động thái mới được cho rằng Quang Hải và các đồng đội tại Pau FC khi gia tăng cường độ tập luyện và luyện tập nhiều hơn mọi khi. Vì vậy, thay vì được nghỉ ngơi vào thứ hai sau trận đấu cuối tuần trước, cầu thủ của Pau FC đã phải tiếp tục tập luyện trên sân. Không những vậy, huấn luyện viên Tolo còn thúc giục Quang Hải và các đồng đội tập luyện nhiều hơn sau buổi tập cố định vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ ba theo giờ địa phương. Huấn luyện viên Didier Tolo thừa nhận và cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng như thế nào đối với Pau FC sau trận thua 0-3 trước Sâu Chát. Ông nói, sau 4 trận và chỉ có được 2 điểm, tình hình là đáng báo động. Tuy nhiên, chúng tôi không được phép nghi ngờ và mất niềm tin. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã phải mất một thời gian để thích nghi với môi trường đẳng cấp cao hơn rất nhiều sau khi rời khỏi Hà Nội FC để đấu quân cho Pau FC, đội bóng đang chơi ở Ligue 1, chỉ diễn ra trong khoảng 1 tháng. Tuy vậy, truyền thông Pháp chê bai bản hợp đồng của Pau FC đối với Quang Hải, từ đó gián tiếp tạo thêm áp lực cho tuyển thủ Việt Nam tại Ligue 1. Điều này cho thấy tiền vệ Quang Hải cần phải trải nghiệm và vượt lên những khoảnh khắc khó khăn như thế này thì mới có thể vươn tới đỉnh cao mới được. Tuy nhiên, một người chân ướt chân ráo sang Pháp lập nghiệp là một điều rất khó khăn. Cả Pau FC và Quang Hải đều sẽ có một tương lai mịt mù phía trước. So với mùa giải trước, có thể thấy chất lượng của Pau FC đã sa sút đáng kể. Không một ai trong số những người mới đến câu lạc bộ đã làm đủ tốt. Họ đều nhạt nhòa trong nỗi thất vọng chung của cả tập thể. Ở vòng 5 của Ligue 1, Quang Hải và các đồng đội sẽ có chuyến hành quân đến làm khách trên sân của QV League. Đội bóng đang chưa có được thắng lợi nào với 3 trận hòa và 1 trận thua. Theo đó, Quang Hải sẽ có cơ hội đối đầu với tuyển thủ Việt kiều Jason Pendon Quang Vinh ở bên kia chiến tuyến, cầu thủ từng mong muốn trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Truyền thông Pháp nói rõ vấn đề của Quang Hải và Pau FC. Thông tin mới nhất về siêu giải đấu sắp tới của tuyển Việt Nam là những tin tức bóng đá nổi bật trong tối ngày 23 tháng 8 2022. Thông tin mới nhất về siêu giải đấu sắp tới của tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban đầu dự kiến mời 2 đội khách là Singapore và Ấn Độ sang Việt Nam đá giao hữu tại sân vận động Thống Nhất vào tháng 9 sắp tới. Một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết kế hoạch tổ chức các trận giao hữu vào tháng 9 vẫn đang được tiến hành. Nếu Ấn Độ được FIFA cho phép, họ có thể đến Việt Nam và tham dự cùng đội tuyển Singapore. Chúng tôi sẽ đợi đến cuối tuần. Sẽ không có việc gì, nếu có thay đổi thì VFF vẫn đang tích cực tìm giải pháp khác. Theo đó, vào tháng 5 năm 2022 vừa qua, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra quyết định giải thể Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Ấn Độ với lý do liên đoàn này đã không tổ chức bầu cử đúng thời hạn và cũng không thực hiện những sửa đổi phù hợp với các quy định trong Bộ luật Thể thao Quốc gia. Ngày 15 tháng 8, FIFA thông báo rằng Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá cấp độ toàn cầu. Đội tuyển Ấn Độ đã bị cấm tham dự các giải đấu của FIFA và cũng bị tước quyền tham dự AFC Asian Cup 2023 và các trận giao hữu quốc tế. Theo quyết định trên, giải giao hữu quốc tế tại Việt Nam có sự góp mặt của đội tuyển Ấn Độ đã bị ảnh hưởng do đội tuyển Ấn Độ không được tham dự giải đấu này. Trước đó, AIFF đã nhận được một lời mời tham dự một giải đấu giao hữu tại Việt Nam vào cuối tháng 9. Trong ngày FIFA Day, giải đấu lần này có sự góp mặt của đội chủ nhà Việt Nam, Singapore và Ấn Độ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9. Ngay sau đó, VFF đã liên hệ với các đối tác khác với phương án thay thế Ấn Độ. Giải đấu giao hữu những ngày của FIFA sẽ diễn ra theo kế hoạch để đảm bảo sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam và khách mời. Cũng theo vị quan chức VFF, do phía Ấn Độ đang xúc tiến các công việc cần thiết nên VFF sẽ chờ. Nếu sự việc được giải quyết kịp thời, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ vẫn có thể đưa đội tuyển sang Việt Nam thi đấu. Nếu mọi việc được giải quyết xong sau ngày 28 tháng 8, VFF sẽ không thay đổi kế hoạch. Ngược lại, nếu không có đủ thời gian thì phải thay đổi nội dung thi đấu, bao gồm cả kế hoạch. Truyền thông Pháp nói rõ vấn đề của Quang Hải và Pau FC. Trái với kỳ vọng trước mùa giải, Pau FC đã có khởi đầu mùa giải 2022-2023 không mấy suôn sẻ tại Ligue 1. Sau 4 trận đấu đầu tiên, đội bóng của Quang Hải mới chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm và xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Trong trận đấu cuối cùng gặp Sâu Chát, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Tolo đã thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà. Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của đồng đội Quang Hải,
Bài báo trên tờ La Rep đã chỉ ra những điểm yếu của Pau FC. Đây là những điểm yếu không chỉ bộc lộ trong trận thua sâu chát 0-3 mà còn đã tồn tại trong khoảng thời gian trước đó. Theo đó, tờ La Rep đã chia sẻ trong bài viết Pau FC chưa bao giờ đánh bại sâu chát kể từ khi gia nhập Leader. Chuỗi trận này sẽ được kéo dài sau thất bại tại Nuskam ở vòng 4 của Leader. Sau trận đấu với Le Havre, nơi họ giành được một trận hòa 1-1, nhờ vậy họ đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ, họ đã trở lại đó. Điều này lặp đi lặp lại tại Leader mùa giải 2022-2023. Bây giờ câu hỏi đặt ra là khi nào họ mới có thể có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Xin nhắc lại, về lý thuyết, đội bóng của Didier Tholo là một đội bóng giàu tham vọng, đã đi vào ngõ cụt suốt những trận đấu vừa qua khi không có nổi một chiến thắng và chỉ ghi được một bàn thắng. Lối chơi của họ gặp quá nhiều vấn đề. Trong cuộc gặp gỡ tiếp theo với Quivili Rowan, liệu họ có thể giải quyết được vô số vấn đề? Trong khi đó, trang MA Leader cho rằng Pau FC đã hòa quá nhiều trong mùa hè vừa qua. Đó chính là nguyên nhân khiến họ bết bát sau 4 vòng đầu tiên. Pau FC đã phải nhận thất bại 0-3 trước FC Sâu Chát. Một màn thể hiện đáng thất vọng khi được trở về sân nhà. Sau nhiều lần thay đổi đội hình trong mùa hè này, họ đã thất bại trước hàng loạt gương mặt mới. Những lỗi phòng thủ vừa qua, Pau không thường xuyên phải mắc phải ở mùa giải trước. Cũng phải thừa nhận rằng hàng công của họ đang rất đáng lo, bất chấp những nỗ lực chiêu mộ tân binh ồ ạt cho đến nay. Mohamed Diatara mạnh hơn Myron Jones nhưng không hiệu quả hơn. Hiện tại, Pau đang đứng ở vị trí thứ 18 và có rất ít dấu hiệu rằng họ sẽ vượt qua khó khăn để tồn tại ở Leader. Tờ báo này cho biết thêm. Đối với tiền vệ Quang Hải, sau 4 vòng đấu tại Leader, cựu cầu thủ Hà Nội FC đã thi đấu tổng cộng 188 phút. Đây được xem là thành công đối với một cầu thủ đến từ Việt Nam, đặc biệt là ở môi trường châu Âu. Theo đó, tiền vệ sinh năm 1997 được ra sân cả 4 trận từ đầu mùa, nhưng đóng góp chưa thật sự nổi bật. Nếu như các đồng đội của anh có trình độ chưa cao, thì bản thân Quang Hải cũng chưa tự tin thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình để giúp cho Pau FC vượt khó. Theo lịch thi đấu, Pau FC sẽ hành quân đến sân của Quivili vào lúc 0 giờ ngày 28 tháng 8 sắp tới. Trận đấu tới đây sẽ là cơ hội để Quang Hải và các đồng đội cải thiện thành tích khi đối đầu với Quivili. Đội bóng này gần đây cũng không có được phong độ tốt. Quang Hải đang khiến người hâm mộ lo lắng sau sự kỳ vọng lớn ban đầu khi chứng kiến những gì mà Pau FC thể hiện. Từ âu lo ấy, bỗng phải nhớ đến con đường mà Chanathip đã đi. Tất nhiên, để khiến người hâm mộ âu lo cho tương lai của mình thì chắc chắn Quang Hải không có lỗi, thậm chí là thương hơn đáng trách. Quang Hải chọn một con đường mới là ra nước ngoài chơi bóng, vượt khỏi vùng an toàn để thử thách giới hạn bản thân cũng không sai, thậm chí là rất đáng để khen ngợi và cổ vũ. Chỉ có điều, bến đỗ mà tiền vệ tuyển Việt Nam lựa chọn dường như là chưa chuẩn, ít nhất cho tới những gì mà Pau FC đã thể hiện sau 4 vòng đấu đầu tiên tại giải hạng 2 của nước Pháp. Trên thực tế, nếu tiếp tục giữ nguyên hiện trạng việc Pau FC có xuống hạng hay không, không phải là bất ngờ và quan trọng nhất là Quang Hải thật khó học hỏi, thử thách được gì trong một đội bóng như thế. Trong rất nhiều cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Chanathip, cầu thủ được mệnh danh là Messi Thái Lan, không ít lần nhắc và đưa ra những lời khuyên cho Quang Hải hay những cầu thủ xuất sắc của Việt Nam lẫn Đông Nam Á. Ngôi sao Thái Lan đã khoác áo đương kim vô địch J-League cho rằng các cầu thủ xuất sắc ở Đông Nam Á cần rời khỏi vùng an toàn đến với những thử thách lớn hơn nhằm giúp bóng đá khu vực đi lên. Thực tế, không phải chờ tới lời khuyên này của Messi Thái Lan, nhiều cầu thủ ở Đông Nam Á đã sang K-League, J-League, những giải đấu chuyên nghiệp và có mức độ cạnh tranh không hề nhỏ để thử sức theo năng lực mỗi người. Thành công cũng có, thất bại cũng chẳng ít, nhưng rõ ràng, câu chuyện rời khỏi vùng an toàn nhằm thử thách sức mình là chính đáng để cổ vũ, giống như người hâm mộ đang đứng sau lưng với Quang Hải. Quang Hải đã rời khỏi vùng an toàn V-League, nhưng những gì người ta nhìn thấy thực sự làm ngại ngần khi thiếu đi tính toán như Messi Thái Lan từng chia sẻ với truyền thông quốc tế. Chanathip xuất sắc như thế nào, thực ra không cần phải nói nhiều. Việc một cầu thủ Đông Nam Á nhỏ bé được nhà đương kim vô địch J-League chiêu mộ với giá tới 4 triệu USD rồi được coi như nhân tố chính kể từ khi chuyển đến đây là minh chứng rõ nhất. Đương nhiên, có được thành công như hiện tại, ngôi sao của Thái Lan và người đại diện đã tính toán một cách kỹ lưỡng con đường để thành danh như hiện tại với những bước đi đầy chắc chắn. Không vội vã như cách làm mà Chanathip từng chia sẻ với truyền thông khi khẳng định rằng chưa nghĩ đến châu Âu vì cần chuẩn bị kỹ năng lực, thể lực, có lẽ cũng là gợi ý cho Quang Hải vào lúc này, dù thực tế cũng đã muộn. Trở về một giải đấu với mức độ cạnh tranh vừa phải, khoác áo một đội bóng có nền tảng tốt hơn về chuyên môn, hòng lấy đó làm bệ phóng trước khi tính tiếp, Âu cũng là hợp lý, thay vì vùng vẫy ở một nơi gần như là có quá ít cơ hội để phát triển năng lực. Ở tuổi 25, Messi Thái Lan cũng chỉ vừa mới bắt đầu bứt ra khỏi vùng an toàn để đến J-League. Một giải đấu phù hợp từ sở trường chơi bóng đến không quá xa về văn hóa thì đó cũng là một gợi ý cụ thể cho Quang Hải tính.